Diễn phim gây cấn đã lôi kéo các diễn viên thoát ra khỏi bản thân. Đến với phim Tại Tôi lần này, đạo diễn Võ Việt Hùng đã lựa chọn những gương mặt diễn viên trẻ như Phương Trinh, Mai Sơn Lâm, Hà Trí Quang. Bởi theo đạo diễn, anh mong muốn tạo một sự tươi trẻ và đóng góp thêm nhiều gương mặt ấn tượng cho phim của TFS. Hy vọng phim Tại Tôi sẽ mang đến cho quý khán giả những giây phút được thư giãn có ý nghĩa. Trong những ngày đầu tháng 12, sân khấu kịch Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận một sân khấu mới, Rạp Kim Châu. Đây là một địa điểm diễn kịch hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn. Những ngày cuối năm 2008, sân khấu thành phố nhộn nhịp hẳn lên với những vở diễn mới chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Bên cạnh đó, khán giả yêu kịch nói Thành phố Hồ Chí Minh lại đón nhận một sân khấu mới, sân khấu Rạp Kim Châu, hay còn gọi là sân khấu kịch Hồng Dân. Đây là điểm diễn thứ hai của sân khấu kịch Phú Nhuận, vốn được khán giả yêu thích bấy lâu. Sở dĩ cái sân khấu này ra đời trong thời điểm này là bởi vì hiện giờ thì cái kịch mục cũng như là cái lực lượng diễn viên ở bên kịch Phú Nhuận đang rất là đông đảo, và cái nhu cầu mà phải có thêm một nơi nữa để mà đảm bảo được cái diễn xuất thường xuyên của diễn viên á thì đang rất là cần. Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là muốn có một cái địa điểm mới để mình có thể làm được một số những cái mà mình chưa thể làm được, ví dụ như là với sân khấu Kim Châu, bởi vì cái đặc thù của sân khấu này là một cái của nhà hát Bông Sen, cho nên là hai đơn vị nghệ thuật cùng kết hợp với nhau để làm một số những cái công trình mà cả hai bên cùng có một cái sự cộng hưởng, để có sự liên kết hợp tác giữa đôi bên làm ra những cái thành phẩm, những cái sản phẩm về văn hóa tương đối có chất lượng. Sau thời gian sửa chữa Rạp Kim Châu, thượng tuần tháng 12 năm 2008, sân khấu mới này chính thức đi vào hoạt động với những vở diễn được đầu tư nghiêm túc và kỹ lưỡng của tập thể anh em nghệ sĩ sân khấu kịch Phú Nhuận. Rạp Kim Châu trước đây là điểm diễn thường xuyên của đoàn Bông Sen, nhưng đoàn Bông Sen không hoạt động thường xuyên nên rạp hát bị xuống cấp trầm trọng. Nghệ sĩ ưu tú Hồng Dân đã tận dụng cơ hội kết hợp với đoàn Bông Sen nâng cấp cho Rạp Kim Châu thành một địa điểm diễn kịch, và sắp tới sẽ bổ sung thêm rối, cải lương dần dần. Đây là một tín hiệu vui cho những người yêu thích sân khấu. Và ở cái sân khấu này thì nếu mà nói về tâm huyết thì có lẽ tôi cho rằng anh em có thừa. Bởi vì nếu không có tâm huyết thì chắc có lẽ tới giờ này anh em cũng không có làm nghề nữa đâu. Thì cái tâm huyết này nó sẽ cộng thêm một cái điều kiện mới mẻ là được làm việc một cái sân khấu mới. Do đó cái bước đầu thử nghiệm này nó rất là quan trọng. Hiện nay chúng tôi cũng vẫn phải chủ trương rằng mình phải đi tìm khán giả ở một cái địa bàn mới, ở cái sân khấu mới như thế này. Do đó những kịch mục của chúng tôi sắp tới nó sẽ mang nhiều màu sắc. Nó có thể là hài kịch, nó có thể là chính kịch, kịch kinh dị, rồi thậm chí cải lương. Thì có lẽ là phải sau một thời gian dài chúng tôi mới khẳng định được rằng cái hướng của chúng tôi đi là sẽ thiên về cái dạng nào. Bởi vì sân khấu bây giờ thì đa dạng lắm, và khán giả người ta có cái nhu cầu cũng rất là phong phú. Chọn kịch bản Ngôi Nhà Hoang, tức Người Vợ Ma phần 2 để khai trương sân khấu mới, tập thể diễn viên sân khấu kịch Phú Nhuận đang hồi hộp chờ đợi sự đón nhận của khán giả với điểm diễn mới này như thế nào. Sự thành công của vở Người Vợ Ma phần 1 với gần 500 xuất diễn sau 2 năm đã khiến anh em nghệ sĩ khá tự tin với kịch bản mới. Vẫn theo đuổi dòng kịch kinh dị với cách tạo hiệu ứng sân khấu khá hiệu quả bằng âm thanh, hình ảnh. Lần này, vở diễn mới còn sử dụng rối đen và làm mưa trên sân khấu để tăng sự hấp dẫn. Tôi cũng đang trông chờ cái điều kiện kỹ thuật của mình. Bây giờ có rạp mới rồi thì cũng mừng, nhưng mà thực sự tôi vẫn đang chờ đợi một cái gì đó gọi là phương tiện kỹ thuật, tức là phải được nâng cấp. Cái điều đó tạo
sự hưng phấn cho đạo diễn rất là nhiều. Muốn là làm ở sân khấu nào cũng vậy, thì Phú Nhuận hay là Kim Châu hay mình nghĩ là làm ở tất cả sân khấu khác thì mình cũng làm hết sức thôi, nhưng mà thì có cái điểm diễn mới của sân khấu Phú Nhuận thì nói chung là phấn khởi, vừa hồi hộp vừa phấn khởi lo cho cái sân khấu này. Không biết là khán giả có đến với sân khấu này rồi có ủng hộ nhiệt tình như là Phú Nhuận không, mà mình tin là thí dụ mà cứ làm hết mình thì chắc khán giả sẽ ủng hộ như là sân khấu Phú Nhuận. Tùy cái thời điểm và tùy cái nhu cầu để mà mình tạo ra những cái sản phẩm để phục vụ khán giả đó. Và tất cả cho dù là theo dòng kịch kinh dị hay dòng kịch tình cảm hay là những tác phẩm được chuyển thể từ văn học á, thì đều với mục đích là muốn chuyển tải tới khán giả một cái thông điệp nào đó về cái nhân bản, về cái tính cộng đồng, cái tình người đối với nhau. Là một trong những sân khấu xã hội hóa hoạt động khá thành công trong nhiều năm qua, sân khấu kịch Phú Nhuận với sự điều hành của nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân đã tìm hướng đi đúng khi bắt kịp thị hiếu của khán giả và đáp ứng được nhu cầu giải trí của khán giả sau những giờ làm việc căng thẳng. Hy vọng với sân khấu mới tại rạp Kim Châu này, ekip nghệ sĩ, diễn viên của kịch Phú Nhuận sẽ tạo được niềm tin cho công chúng bằng những vở diễn nghiêm túc và có chất lượng. Với thiên nhiên là hình thái du lịch khá phổ biến ở các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, mô hình này chưa phát triển rộng rãi. Thế nhưng nhu cầu du lịch sinh thái cộng đồng ngày càng tăng cao. Dọc đường đất nước hôm nay, chúng tôi mời quý khán giả cùng đến với bản Đa Ra Hoa để tham quan nghỉ dưỡng và khám phá cuộc sống con người nơi đây. Đến Đà Lạt, cao nguyên xanh hiền hòa, ngoài nghỉ dưỡng tham quan du lịch, ít ai nghĩ rằng trong những khu rừng thông bạt ngàn xanh thẳm lại có nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng dễ dàng khám phá. Khu du lịch sinh thái của công ty du lịch Phương Nam trong buôn làng người Đa Ra Hoa nằm sâu trong rừng, cách thành phố Đà Lạt hơn 30 km. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tài nguyên rừng của nước ta ngày càng bị chặt phá, trong đó nguyên nhân chính yếu vẫn là người dân bản địa chưa ý thức được việc bảo vệ rừng. Ông Nguyễn Đức Phúc, anh bộ đội Cụ Hồ năm xưa đã có một thời trai trẻ gắn bó với rừng thiêng, nay đã về hưu, nên hơn ai hết ông hiểu được khả năng vô tận của đồng bào dân tộc trong việc giữ rừng. Và ý tưởng làm du lịch gắn với việc bảo vệ rừng cho người dân bản địa đã ra đời. Du lịch sinh thái chỉ thật sự có ý nghĩa khi ý thức bảo vệ rừng và cảnh quan một cách tuyệt đối. Người dân bản Đa Ra Hoa chưa có nhiều khái niệm về du lịch, nhưng họ được chỉ cách biết yêu rừng, vì rừng cũng mang lại những nguồn sống cho họ. Bước vào khu rừng này, đúng với tiêu chí ban đầu, để mọi du khách cảm nhận hơi thở của rừng nguyên sinh, ăn nghỉ một cách rất dân dã theo cách người dân trong bản. Bản Đa Ra Hoa ở đây có khoảng 125.000 người, đa số là dân tộc Cờ Ho. Bản sắc người Cờ Ho in trên ngôi nhà sàn, nhà trên cây, trong một khu rừng nguyên sinh yên tĩnh và lãng mạn. Khi trở về rừng, như được trở về với chính mình trong khoảng không rộng lớn, để cảm thấy khoan thai và dễ chịu. Ngoài cái ăn, cái mặc, cái chữ rất quan trọng tại các bản làng dân tộc. Bản Đa Ra Hoa trong khu du lịch sinh thái này, trẻ em cũng được vận động tới trường. Một lớp học đơn sơ giữa rừng già nhưng đã chứa đựng biết bao tâm huyết và ý nghĩa. Ngoài những bài học văn hóa, các em trong bản cũng được truyền đạt cách bảo vệ rừng và môi trường sinh thái. Du khách khi đến đây muốn tìm hiểu về bản Đa Ra Hoa và dân tộc Cờ Ho, lớp học này cũng có nhiều điều thật thú vị. Yeah, còn cho các em nhỏ đi về. Bản Đa Ra Hoa làm du lịch, một ý tưởng có vẻ viển vông xa vời, bởi người bản làng Đa Ra Hoa ngoài cuộc sống chân chất hiền lành, kiến thức du lịch hầu như là con số 0. Nhưng chính cái bản chất và cuộc sống của họ là một trong những điểm quan trọng trong du lịch sinh thái. Bản Đa Ra Hoa vẫn giữ nguyên cuộc sống giản dị của mình từ cách sinh hoạt, ăn ở.
sống của họ biết hòa hợp với môi trường, với rừng thẳm xanh. Họ không còn đốn cây rừng làm củi, làm rẫy. Họ biết trồng cà phê, trồng bắp, trồng rau, đậu và chăn nuôi, chấm dứt cuộc sống du canh du cư. Và cũng nhờ vậy, những cánh rừng lá kim xen lẫn lá rộng dưới chân núi vẫn còn nguyên. Nè, cái này thì dạ nát rồi luôn hả? Xong rồi mình nấu cái nhò thì ăn tư dạ chứ du khách có thể bị lạc vào bản Darawa cả ngày mà không thấy mệt, bởi họ có thể trò chuyện, tìm hiểu cuộc sống của người dân nơi đây, khám phá những cảnh đẹp của rừng. Một đêm trong rừng vắng, các em nhỏ bản Darawa luôn cất cao tiếng hát ca ngợi núi rừng để làm ấm thêm không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo. Bản Darawa thêm xanh thêm đẹp khi tình yêu thiên nhiên của họ đã truyền sang cho du khách. Trở về với thiên nhiên không chỉ là một sự trở về hờ hững, mà đây là một sự trở về đầy ý nghĩa, khi ở đó giá trị lớn lao về tài nguyên quốc gia đang được bảo vệ. Bản Darawa làm du lịch, một việc làm đáng trân trọng và cần được nhân rộng, khi thời gian gần đây phá rừng đang là hiểm họa. Người lính già yêu rừng với ý tưởng gắn du lịch với bảo vệ rừng đã làm cho bản Darawa ngày càng xanh mát. Thưa quý khán giả, lịch sự trang trọng tao nhã góp phần tôn lên vẻ đẹp và nét riêng cho người sử dụng. Đó chính là những yếu tố mà một chiếc cà vạt cần có để chứng minh sự hữu ích của mình đối với con người. Ngày nay, cà vạt đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu được trong bộ trang phục thời thượng của nhiều người. Kính thưa quý vị, ngày nay thì hình ảnh một người đàn ông lịch lãm và sang trọng thì khó mà có thể thiếu được một chiếc cravat trên trang phục của mình. Thật ra thì cravat nó chỉ là một mảnh vải hoặc là một dải lụa được trang trí hoa văn và được đeo trên cổ áo kéo dài xuống dưới bụng, nhưng mà nó lại tạo nên một sức hấp dẫn riêng cho người sử dụng nó. Chúng ta cứ sử dụng cravat một cách thoải mái và tùy theo nhu cầu, tùy theo sở thích, cũng như là tùy thuộc vào khả năng tài chính của mình. Nhưng mà không biết có bao giờ quý vị lại tự đặt cho mình một câu hỏi: thế thì người ta bắt đầu sử dụng cravat từ bao giờ? Và quê hương của chiếc cravat đầu tiên trên thế giới là ở đâu? Mặc dù còn một số tranh cãi quanh nguồn gốc của chiếc cà vạt, nhưng những nhà nghiên cứu đều đồng thuận về một nhận định thuyết phục nhất. Nước Pháp là nơi khai sinh cho chiếc cà vạt hiện đại vào thời kỳ phục hưng, với công năng ban đầu là làm đẹp cho giới quý tộc Pháp. Nhưng vào thời Tần Thủy Hoàng, binh lính đã thắt nơ rất giống chiếc cà vạt sau này của phương Tây. Một tấm điêu khắc đá cổ cũng lưu lại hình ảnh những người lính La Mã quấn khăn trên cổ khi ra trận. Những cứ liệu lịch sử này cho thấy cà vạt là một trong những vật dụng ra đời sớm nhất trong những vật dụng làm đẹp cho con người. Cravat đó là một cái sản phẩm văn hóa của phương Tây, đã được người Pháp đưa vào Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng từ những ngày mà đất nước này thuộc Pháp, tức là từ giữa thế kỷ 19 trở đi. Nhưng đặc biệt là đến đầu thế kỷ 20 nó mới xuất hiện rộng rãi. Thì những cravat lúc đó đó là màu sắc thường là màu sẫm, đen là chủ lực. Và cái thứ hai nữa, cái bản của cravat nó nhỏ hơn, nó nhỏ nhỏ hơn như cravat ngày nay. Thường thường là xuất hiện trong những cái dịp lễ lộc quan trọng. Thì
Đặc biệt Sài Gòn này là cái đất mà bây giờ nền văn hóa của Pháp, văn minh của Pháp vào rất là mạnh mẽ, cho nên người Sài Gòn cũng đeo cà vạt để thể hiện sự sang trọng và để tiếp thu, thấy rằng mình tiếp thu cái nền văn hóa mới, nền văn hóa phương Tây. Đấy là một trong những cái nền văn hóa tiến bộ của con người. Có lẽ ngành thiết kế và tạo mẫu thời trang của hàng ngàn năm trước không được chú trọng cho lắm, cho nên cà vạt thời ấy cũng hết sức đơn giản, rất ít màu sắc và kiểu dáng. Tuy là nó cũng hướng đến mục đích là nhằm làm đẹp cho con người. Ngày nay thì không cần phải nói nhiều, ai trong chúng ta cũng đều biết rằng bước vào thế giới của cà vạt là bước vào một khu rừng mênh mông của màu sắc, của chất liệu, hoa văn và mẫu mã. Và đặc biệt, nếu như chúng ta nói cà vạt ngày nay là một tác phẩm nghệ thuật thì có lẽ cũng không có gì là quá đáng. Lụa tơ tằm là chất liệu cao cấp nhất của cà vạt thời trang, mà cách đây khoảng hơn một thập niên, phần lớn chỉ dùng để xuất khẩu vì giá cả khá đắt. Bên cạnh các loại cà vạt thông dụng, bình dân, các loại cà vạt cao cấp của các công ty thời trang trong và ngoài nước đang góp phần làm thỏa mãn nhu cầu ngày một đa dạng hơn của người tiêu dùng, nhất là du khách nước ngoài vốn rất ưa chuộng cà vạt Việt Nam. Vừa đẹp, có chất lượng cao, giá lại rẻ hơn so với sản phẩm cùng loại ở một số nước khác. Đặc biệt, cà vạt Việt được thiết kế theo kiểu hiện đại, màu sắc phong phú, hoa văn, họa tiết đặc sắc luôn thay đổi kiểu dáng thời trang, mang nhiều nét văn hóa bản địa độc đáo. Ngày nay, đeo cà vạt đã trở nên phổ biến hơn, không còn hạn chế trong hội nghị, họp hành hay các lễ hội quan trọng như trước đây. Khi mà mình đến lớp học, mình đeo cà vạt thì mình cảm thấy là mình tự tin hơn, mình đẹp hơn trong mắt mọi người, thì cái điều đó giúp cho cái công việc của mình nó nghiêm túc hơn và mình tự tin hơn trong cái giao tiếp với tất cả mọi người xung quanh. Một người quản lý thì có một cái tác phong nó phải chuyên nghiệp hơn và khác hơn một xíu so với lại những bạn tư vấn viên khác, và mà Buka đã làm điều đó bằng cách là Buka đã ăn mặc rất là lịch sự, quần tây, áo sơ mi và thêm một cái nho nhỏ, đó là chiếc caravat này. Khi đi đám cưới thì tôi luôn luôn tôi chọn cho mình một caravat nó có mang một cái tính sặc sỡ hơn một chút xíu để nó tạo nên một cái vẻ nổi bật mình với lại mọi người. Khi mà tôi sử dụng cái chiếc cà ravat này thì nói chung cà ravat, sử dụng cà ravat nó là một cái nghệ thuật, nhưng mà sử dụng như thế nào đó cho nó phù hợp với lại cái vóc dáng, với lại cái tầm của cái người mà đeo nó. Chào cờ là nó hết sức là thiêng liêng, tạo cho các cháu nó đeo cà vạt như thế đó để thấy được cái tầm quan trọng của cái ngày thứ hai, của cái lúc nó chào cờ. Thì bên cạnh đó thì nó cũng tạo một cái nét riêng cho trường này với cái trường khác. Và tôi có thăm dò, kể cả là đối với phụ huynh thì người ta hết sức là ủng hộ cái việc đeo cà vạt. Và cái hướng tới là trường là sẽ tổ chức cho các cháu đeo nguyên tuần. Mua được vài cái cà vạt đẹp và hợp với sở thích của mình là một chuyện, nhưng mà đeo nó như thế nào thì lại là một chuyện khác. Dùng cà vạt không chỉ để làm đẹp, nó còn biểu hiện một phong cách đứng đắn, thái độ tôn trọng lẫn nhau trong học đường, nơi công sở, ý thức về sự lịch lãm, nhã nhặn được nâng cao. Dĩ nhiên, cái áo không làm nên thầy tu, nhưng một xã hội hiện đại, năng động và phát triển rất cần đến những biểu hiện văn minh, lịch sự qua việc dùng các phương tiện thời trang như mỹ phẩm, trang phục, trong đó cà vạt là vật dụng khá quan trọng để thể hiện phong thái của con người. Tuy nhiên, nếu sử dụng cà vạt một cách tùy tiện, dễ dãi thì không chỉ không đẹp cho người sử dụng cà vạt, mà việc ứng xử nơi công cộng cũng sẽ gặp những trở ngại không hay. Đeo cà vạt sao cho vừa đẹp, vừa hài hòa với vóc dáng, với trang phục, với tuổi tác của mình là điều tưởng chừng như hết sức dễ dàng, nhưng mà thật ra thì nó không hẳn là như vậy. Vì ngoài sở thích cá nhân ra thì khi đeo cà vạt
tiên thì chúng ta sẽ làm một cái nón ở bên cái đầu to của cà vạt. Chúng ta có được một cái nón hình nón ở đây. Và cái đầu nhỏ của cà vạt chúng ta sẽ làm, nếu thắt một nút thì chúng ta sẽ làm một cái nút ở đây. Chỉ có một cái nút, chỉ cần các bạn có một cái nút tròn ngay đây nó xuống với là cái hình nón bên đây, thì cái đuôi của các bạn sẽ cho vào trong cái hình nón. Chúng ta xỏ vào cái lỗ ngay cái đây là thường là các bạn giữ cái đuôi cà vạt và cái đầu cà vạt và rút đều nhẹ tay. Thì cách thứ hai vẫn như cách cái bước đầu tiên thì vẫn như cách thứ nhất chúng ta đã làm các bạn ha. Chúng ta vẫn tạo một cái hình nón ở bên đầu to của cà vạt. Rồi cách thứ hai thì đó là mang tên là hai nút, nên chúng ta sẽ làm hai vòng tròn các bạn ha. Rồi đưa cà vạt sẽ đi vào vòng tròn thứ nhất. Chu qua hình nón và đi vào vòng tròn thứ hai. Các bạn vẫn rút nhẹ tay và đều. Cuối cùng sản phẩm hai nút của chúng ta các bạn. Giờ đây, gọi đường dài, gọi di động khắp Việt Nam trở nên thật dễ dàng và tiết kiệm. Kết nối thông suốt, chỉ với 1.000 đồng mỗi phút. VNPT, cuộc sống đích thực. Quý vị thân mến, ăn mặc đẹp là một nhu cầu thiết thực của mỗi người. Cho nên việc đeo cravat cũng là một yếu tố góp phần làm đẹp thêm cho trang phục của chúng ta. Qua chương trình Nghệ thuật phục cuộc sống kỳ này, có lẽ quý vị cũng đã đủ tự tin để đi mua ngay cho mình một chiếc cravat đẹp, để chuẩn bị dự một bữa tiệc với bạn bè, hay là ra sân bay đón một người bạn thân từ nước ngoài về thăm quê hương, hoặc có thể chuẩn bị tiếp một vị khách quan trọng nào đó. Tất nhiên, không niềm vui nào bằng khi mỗi người trong chúng ta tự hài lòng với chính mình, không chỉ qua kiến thức, qua trình độ, qua cách ứng xử duyên dáng và bặt thiệp, mà nét lịch lãm cùng chiếc cravat tươm tất cũng sẽ tạo nên một hình ảnh đẹp cho mọi người và cho cuộc sống. Hãy cùng chia sẻ và thưởng thức những thông tin, sự kiện, nhân vật nóng nhất, hấp dẫn nhất về văn hóa giải trí trong nước và quốc tế. Đón xem Nhịp điệu giải trí vào 9 giờ 15 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trong chương trình tạp chí văn nghệ trên kênh HTV7. Phát lại lúc 8 giờ 10 phút sáng thứ năm hàng tuần trong chương trình tạp chí văn nghệ trên kênh HTV9. Ngạc nhiên với Nhịp điệu giải trí, thư giãn cùng Nhịp điệu giải trí. Suốt một thế kỷ qua, câu vè kinh thành thất thủ còn nhắc nhớ về một thời bi thảm. Lần lượt các nhà vua yêu nước Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân bị đưa đi lưu đày tại Algeria và đảo La Réunion. Câu chuyện ấy sẽ được đoàn phim chúng tôi kể lại trong một ký sự dài 70 tập. Nhân đó mà có thơ rằng, bao triều vua phế đi rồi, người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ. Cười chúc chơi! VLC tức là vui cười xuyên lục địa. Vui cười giải tỏa căng thẳng, nghỉ xả hơi, hãy đến với Cười Chúc Chơi. Bạn sẽ được trò chuyện với những người xem nổi tiếng và được cập nhật những thông tin dưới góc nhìn 360 độ. Và trên hết là Cười Chúc Chơi. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ hơn thứ bảy chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Volga, dòng sông Mẹ, linh hồn của nước Nga, nơi hội tụ các giá trị đặc trưng của tâm hồn Nga. Volga, tên gọi sẽ mãi còn âm vang trong ký ức bao thế hệ người Việt, nơi tự đáy lòng họ dành cho một khoảng tâm thức sâu lắng mỗi khi nhớ về. 60 tập phim ký sự trở lại Volga do hãng phim Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất sẽ bắt đầu phát sóng từ ngày 29 tháng 9 năm 2008 vào các ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm hàng tuần lúc 21 giờ 10 phút trên kênh HTV7 và 23 giờ 30 phút trên kênh HTV9. Một chuyện tình lãng mạn hiện đại xúc động lòng người, nhiều tình huống hài hước, những mâu thuẫn nội tâm đang xen giữa tình yêu, cuộc sống, công việc. Với nhiều yếu tố bất ngờ, diễn viên trẻ đẹp diễn xuất đột phá, Lê Quý Phương.
Bình Minh, Bùi Việt Hà, Thái Hòa, Diễm My. Phim được quay với nhiều bối cảnh đẹp ở Việt Nam như Hà Long, Bắc Ninh, Cù Lạng, Hà Nội, Đà Lạt, Phan Thiết, Sài Gòn, Vĩnh Long. Bộ phim chuyện tình công ty quảng cáo 30 tập của đạo diễn Lê Hùng Phương do TVBS sản xuất, phát sóng từ ngày 23 tháng 11 2008 lúc 18 giờ vào các ngày chủ nhật, thứ hai, thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Và bây giờ mời quý khán giả cùng đến với nhịp điệu giải trí với những tin tức nóng hổi về văn hóa nghệ thuật trong và ngoài nước. Xin chào các bạn, Lê Mạnh Hải rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình nhịp điệu giải trí. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bằng những thông tin giải trí trong nước. Ngày 29 tháng 11 vừa qua, tại sân vận động của trường Đại học MIT đã diễn ra một lễ hội ca nhạc gây quỹ từ thiện mang tên Loreto Fest năm 2008. Đây là một chương trình được tổ chức hàng năm của quỹ Loreto Việt Úc. Tổ chức Loreto Việt Úc được thành lập vào năm 1997. Đây là một tổ chức hoạt động nhằm giúp đỡ các trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam. Với thành công của lễ hội năm 2007, năm nay Loreto Fest tiếp tục được tổ chức tại trường Đại học Quốc tế RMIT Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ trong không khí vui vẻ. Các tiết mục biểu diễn của các em học trò khiếm thị, khuyết tật tại Loreto Fest 2008 đã thể hiện tình thân ái và chan hòa của tất cả mọi người, từ nghệ sĩ cho đến khán giả. Năm nay tổ chức lần thứ hai, có ban nhạc với ca sĩ khác nhau từ năm ngoái, và có nhiều thức ăn thức uống hơn năm ngoái nữa, và hy vọng có nhiều người hơn, và mấy ban nhạc, có ca nhạc, có ca sĩ từ Việt Nam với bên Úc. Là ý nghĩa là cái chương trình Loreto Vietnam Australia Program là phía chính phủ Úc cho nên mời ca nhạc, ca sĩ Việt Nam đi bên Úc luôn. Mỗi năm chúng tôi tổ chức rất nhiều sự kiện để kỷ niệm các ngày lễ khác nhau. Và đây là một sự kiện mang tính định kỳ hàng năm. Lần đầu tiên chúng tôi tổ chức ở Việt Nam là vào năm ngoái, bây giờ là năm thứ hai. Lễ hội mang tên Loreto dành cho những trẻ em mồ côi, khuyết tật. Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của rất nhiều người chúng ta. Nó giúp tâm hồn con người xích lại gần nhau, giúp cho các trẻ em Việt Nam và bạn bè quốc tế hòa hợp nhau và hiểu nhau hơn. Tôi mong đây sẽ là lễ hội âm nhạc hết sức tuyệt vời cho các trẻ em Việt Nam. Sở dĩ lần này chúng tôi tổ chức ở khuôn viên Đại học RMIT vì trường này có một khung cảnh rất đẹp, thoải mái cho các em vui chơi, giải trí. Tôi hy vọng các em sẽ thích lễ hội này. Loreto Fest 2008 là một lễ hội âm nhạc tuyệt vời dành cho mọi lứa tuổi với sự tham gia của các ban nhạc và nghệ sĩ hai nước Việt Nam, Australia. Đây thực sự là một nhịp cầu nối giữa Việt Nam và quốc tế. Hai bên cần gắn bó chặt chẽ với nhau nhiều hơn nữa trong công tác bảo vệ trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Việt Nam. Dự kiến đây sẽ là hoạt động thường niên của tổ chức Loreto Việt Úc. Hy vọng rằng sau lễ hội Loreto Fest 2008 thì sẽ có thêm nhiều lễ hội âm nhạc tuyệt vời như thế nữa tại Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một thông tin khác.
ngày 27 tháng 11 vừa qua tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi thiết kế thời trang lớn nhất Việt Nam dành cho tuổi teen mang tên Mực Tím Style 2008. Mực Tím Style là cuộc thi thường niên do báo Mực Tím tổ chức với tổng số phát thảo dự thi của 33.304 bộ sưu tập tham gia, gần gấp đôi so với cuộc thi năm 2007. Trong phần thi trang sức Mực Tím Style 2008 có rất nhiều bài thi chất lượng. Các thí sinh tham dự đã thể hiện khả năng thiết kế trang sức chuyên nghiệp qua các mẫu thiết kế đầy sáng tạo. Thí sinh đoạt giải nhất trong cuộc thi trang sức là em Lâm Hoàng Trúc sinh năm 1991 tại Tiền Giang. Bộ sưu tập của em thì lấy tưởng từ thiên nhiên, xung quanh nhà em thì có trồng nhiều cây nên em vẽ mấy cái bông với lại mấy con côn trùng nó hay bay vô nhà em á, cho nên em vẽ thử coi nó ra làm sao. Em vẽ tới 9 bộ lận mà em không có nghĩ là được vô nhiều bộ như vậy. Thì một tiếng tổ chức cuộc thi này thì rất là phù hợp cho tụi em. Theo nhận định của nhà thiết kế Minh Hạnh, Viện trưởng Viện Thời trang Việt Nam, đây là tiền đề nhằm định hướng phong cách cho các bạn trẻ, giúp họ tiếp cận văn minh thời trang và giữ gìn bản sắc văn hóa. Cuộc thi thiết kế thời trang ứng dụng với chủ đề thiết kế trang phục dành cho tuổi mới lớn, các thí sinh đã thể hiện các mẫu trang phục sáng tạo và mang đậm phong cách riêng. Lần này thì cuộc thi được tổ chức hoành tráng hơn, quy mô hơn và được đầu tư nhiều hơn. Các bạn thí sinh thì thể hiện được mình rõ hơn, các bạn làm bộ sưu tập có chăm chút hơn và có nhiều điều mới mẻ. Hứa hẹn chúng ta sẽ có được những nhà thiết kế mới trong tương lai. Sinh Nguyễn Thị Hương, 18 tuổi, tại Bình Dương, đạt giải 3 với bộ sưu tập ấn tượng không đụng hàng. Nguyễn Thanh Phú, 20 tuổi, Đồng Nai, giành giải 2 với bộ sưu tập cảm hứng từ đá. Giải giải nhất dành cho bộ sưu tập Thiên Nga Trắng. Thí sinh Lê Ngọc Tú, thành phố Hồ Chí Minh, được đặt cách vào vòng chung kết cuộc thi Việt Nam Collection Grand Prix 2019. Như đã trình bày lúc trình diễn thì bộ sưu tập của mình lấy ý tưởng từ nghệ thuật múa ba lê. Thì khi mình quan sát nghệ thuật múa ba lê thì mình có cảm giác nó có một cái sự tương đồng với hình ảnh con thiên nga trắng ở trên hồ nước, và mình muốn đem cái sự thanh thoát và nhẹ nhàng của hình ảnh con thiên nga để đưa vào bộ sưu tập. Có thể nói đây là một sân chơi rất thú vị và bổ ích dành cho các bạn trẻ tuổi mới lớn yêu thích thời trang. Tiếp theo vẫn là một thông tin thời trang nữa. Nhãn hiệu Nanina vừa mới ra mắt một bộ sưu tập mang một cái tên rất ấn tượng, Cocktail. Đây là một trong những bộ sưu tập mang tính ứng dụng cao của nhà thiết kế trẻ Mai Loan. Từ đam mê thiết kế thời trang đến việc áp dụng ngành học kinh doanh của mình, nhà thiết kế trẻ Mai Loan đã xây dựng một nhãn hiệu thời trang mới mang tính ứng dụng cao, Nanina. Với sự lựa chọn tinh tế từ chất liệu đến màu sắc cùng những chi tiết trong kiểu dáng thiết kế, bộ sưu tập mới mang tên khoa văn như một ngành riêng, tuyển sinh riêng, và có thể nó tồn tại độc lập như là một ngành học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Lúc bây giờ thì dự án sẽ thành một ngành học, cho nên tuyển sinh ngay từ năm thứ nhất, và nó sẽ có mã ngành đào tạo riêng, và không phải chỉ một mình điện ảnh mà sẽ có cả sân khấu và có những cái ngành khác mà nó gần gũi với lại cái ngành nghề viết của khoa văn nữa. Đầu tiên khi tham gia dự án, chúng tôi yêu cầu sinh viên phải học tập và làm việc chăm chỉ cũng như thực hiện nhiều bài vở đã được giao. Dự án điện ảnh này có sự tương tác rất nhiều giữa sinh viên và giáo viên. Vì đây là chương trình khóa học toàn thời gian, nên sinh viên sẽ có nhiều thời gian xem phim trên lớp.
Từ những bộ phim đó, họ được học hỏi và áp dụng nhiều lý thuyết và phải nghĩ ra nhiều ý tưởng phát triển tạp chí nội bộ của lớp. Chúng tôi cũng mở rộng để phát triển tạp chí online. Bởi vì chất dịu dàng truyền thêm bao sức mạnh. Bởi vì chút bí ẩn làm ta thêm hấp dẫn. Bởi vì chút yếu lòng cho niềm vui con gái. Bởi vì chút con gái làm thế giới tuyệt vời hơn. Diana là con gái thật tuyệt. Chevrolet Captiva hoàn toàn mới đã xuất hiện. Vẻ đẹp quyến rũ và hộp số tự động 5 cấp làm mê hoặc lòng người. Vận hành tuyệt hảo nhờ động cơ 2.4 mạnh mẽ và hệ thống dẫn động 4 bánh. Với ghế ngồi sắp xếp linh hoạt cho 5 đến 7 người ngồi, dẫn động 4 bánh hoàn toàn mới Chevrolet Captiva. Có thể nói đây là một cơ hội đáng quý dành cho các bạn sinh viên yêu thích ngành văn học cũng như ngành nghệ thuật học. Thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin trong nước và bây giờ chúng ta cùng chuyển sang với những thông tin giải trí quốc tế. Ngày 23 tháng 11 vừa qua tại Los Angeles đã diễn ra lễ trao giải âm nhạc Mỹ. Có rất nhiều ngôi sao ca nhạc hàng đầu của thế giới đã tham dự lễ trao giải này. The Nokia Theater in downtown Los Angeles. Welcome to the 2008. Lễ trao giải âm nhạc Mỹ có sự tham dự của nhiều gương mặt nổi tiếng của đủ thể loại âm nhạc. Đó thực sự là một ngày hội tại Los Angeles. Chris Brown. This is the third AMA for Chris Brown this evening. Earlier he was named. And the American Music Award goes to Wow. Rihanna được trao giải nữ nghệ sĩ sao R&B xuất sắc nhất. Thank you very much. Kanye. Nhóm nhạc Nickel Black giành giải album rap hip hop hay nhất. Đại diện cho nhóm nhạc này, ca sĩ Kanye West cho biết: Đây quả là một cuộc thi hấp dẫn. Tôi được gặp mặt những ca sĩ nổi tiếng như Beyoncé, Alicia Keys, Rihanna, Chris Brown, Chris Martin. Tôi nghĩ chúng tôi đang cố sức để thúc đẩy nền âm nhạc lên đỉnh cao như những năm 60-70 của thế kỷ trước, với các tên tuổi đã hằn sâu trong tâm trí của các bạn như Led Zeppelin, Hendrix and the Beatles. Alicia Keys giành giải album pop rock xuất sắc nhất. Nữ ca sĩ Alicia Keys phát biểu: Điều quan trọng nhất là hôm nay tôi cảm thấy rất vinh dự khi được hiện diện ở đây. Có rất nhiều người đại diện cho đủ thể loại âm nhạc có mặt tại đây. Tôi có cảm giác như không có điều gì là chúng ta không làm được. Chúng ta có một vị tổng thống mới, sẽ có những thay đổi mới mẻ trên toàn thế giới. Sẽ chẳng có điều gì mà chúng ta không làm được cả. Cầu chúc ủng hộ cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Taylor Swift giành giải nữ ca sĩ nhạc đồng quê xuất sắc nhất. Trong lần trao giải năm nay, ca sĩ Chris Brown là người thắng lớn với 3 giải thưởng, trong đó quan trọng nhất là giải nghệ sĩ xuất sắc nhất của năm. Anh đã vượt qua cả Alicia Keys, người từng được 5 đề cử của ban tổ chức. Nam ca sĩ Brown cho biết, anh cảm thấy khá bất ngờ khi nghe ban tổ chức xướng tên mình và anh nghĩ lẽ ra giải thưởng này nên dành cho ban nhạc người Anh Coldplay, một ban nhạc nhận được 4 đề cử nhưng lại ra về tay trắng.
chúng ta vừa được chứng kiến một sự kiện âm nhạc trọng đại của làng ca nhạc quốc tế vào dịp cuối năm 2008. Còn bây giờ là một thông tin dành cho những ai quan tâm đến thể loại opera. Ngày 23 tháng 11 vừa qua, vở opera cổ điển mang tên The Damnation of Faust đã được ra mắt khán giả tại nhà hát Metropolitan của New York. Vở opera này do đạo diễn Robert Lee Page thực hiện. Trong không gian của nhà hát opera Metropolitan New York, vở opera cổ điển The Damnation of Faust đã được trình diễn bằng phiên bản công nghệ cao. Đây là thành quả sau quá trình luyện tập và làm việc ăn ý giữa đạo diễn Robert Lee Page với tập thể các nghệ sĩ opera. Nam ca sĩ opera Marcello Giordani cho biết: đối với chúng tôi, là một nghệ sĩ biểu diễn thật không dễ dàng chút nào khi thay đổi cách nhìn nhận của chúng ta về việc biểu diễn, cũng như thay đổi quan niệm của chúng ta về việc ca hát, bởi vì những gì mà chúng tôi phải làm lại có mối tương tác chặt chẽ với vấn đề kỹ thuật, công nghệ. Nữ nghệ sĩ opera Susan Graham cho hay: tôi nghĩ Robert Lee Page đã mang đến một sự kết nối chặt chẽ giữa công nghệ hiện đại và từng tác phẩm opera truyền thống. Và nhờ có yếu tố kỹ thuật, ông ấy đã sáng tạo được. Thật là một sự tương tác hài hòa. Chúng tôi đeo micro rồi điều khiển theo sao cho có được một hiệu quả hình ảnh tốt nhất. Faust là một nhân vật chính trong truyền thuyết dân gian Đức. Người này đã ký hiệp ước với ma quỷ để trao đổi một số giống kiến thức. Trong phiên bản này, nam nghệ sĩ Marcello Giordani vào vai Faust và nữ nghệ sĩ Susan Graham vào vai người yêu của Faust. Nhiều màn hình máy chiếu và các công nghệ kỹ thuật khác đã hỗ trợ cho đêm nhạc opera cổ điển này. Thật là một vở diễn tuyệt vời phải không các bạn? Và Hải nghĩ rằng nếu như mỗi người chúng ta có cơ hội thưởng thức vở diễn này tại ngay chính nhà hát Metropolitan của New York thì sẽ càng tuyệt vời hơn biết bao nhiêu. Và bây giờ sẽ là một thông tin thú vị dành cho những ai yêu thích phim hoạt hình, đặc biệt là hoạt hình 3D. Ngày 22 tháng 11 vừa qua tại Los Angeles đã có buổi công chiếu mở màn cho bộ phim hoạt hình 3D mang tên Bond. Ngày 22 tháng 11 tại Los Angeles, Mỹ đã diễn ra buổi chiếu mở màn cho bộ phim hoạt hình 3D mang tựa đề Bond. Nam diễn viên John Travolta và nữ ca sĩ diễn viên Miley Cyrus đã tham gia lồng tiếng cho các nhân vật chính của phim. Travolta lồng tiếng cho một chú chó, một nhân vật có một sức mạnh siêu hạng. Còn Cyrus thì lồng tiếng cho nhân vật chủ nhà của chú chó kia. Đó là một lĩnh vực mới mẻ. Tuy nhiên đối với tôi, điều này cũng không xa lạ gì mấy. Bởi vì tôi đã từng đọc tin cho radio, TV khi tôi còn nhỏ. Có lúc thì tôi biểu diễn ở sân khấu để kiếm tiền. Lúc đó tôi cảm thấy thoải mái trong việc sử dụng giọng nói của mình. Tuy nhiên, tôi không biết lồng tiếng cho một bộ phim thì nó sẽ như thế nào. Vì vậy, tôi thực sự cần mọi người hướng dẫn. Cần đạo diễn hướng dẫn tôi. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nữ ca sĩ diễn viên Miley Cyrus, nổi tiếng với series truyền hình Hannah Montana, phát biểu về việc sáng tác ca khúc chủ đề. Tôi thật sự hạnh phúc, mọi người đều cư xử như là, bạn biết không, chúng tôi cần bạn viết ca khúc này, ngoài ra chúng tôi cũng cần bạn nữa, thật là tuyệt, cũng khá dễ thôi mà, chỉ cần viết một ca khúc cho John Travolta thôi. Bộ phim hoạt hình phiêu lưu có tựa đề Bond, kể về một chú chó tình cờ bị dẫn đến Big Apple. Chú chó này phải tìm đường về nhà ở Hollywood. Trên đường về nhà, chú chó này gặp cô mèo Mitten và chú chó Reno, người mà sau này trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy của chú chó bị lạc. There he is, Dr. Calico. Bolt, speak! Bolt, speak! Bolt, speak! Khi được hỏi về những khó khăn trong việc tạo ra một nhân vật chỉ bằng giọng nói, diễn viên John Travolta cho biết đó là một sự nỗ lực của cả một ekip. Hiện tại, bộ phim Bolt được công chiếu ở khắp Bắc Mỹ. Bolt. Hy vọng rằng bộ phim này sẽ đưa chúng ta đến với một cuộc phiêu lưu đầy mới lạ và thú vị.
Còn bây giờ sẽ là một thông tin về điện ảnh. Ngày 24 tháng 11 vừa qua tại New York, đoàn làm phim chuyện tình nước Úc đã có buổi ra mắt khán giả Mỹ với sự tham gia đặc biệt của hai diễn viên chính Nicole Kidman và Hugh Jackman. Ngày 24 tháng 11 tại New York, đoàn làm phim chuyện tình nước Úc đã tổ chức buổi chiếu ra mắt cho báo giới và các thành phần quan trọng. Tham gia trong buổi chiếu ra mắt, ngoài nữ diễn viên chính Nicole Kidman và nam diễn viên Hugh Jackman, còn có các gương mặt nổi tiếng của nước Úc như nữ diễn viên Naomi Watts, Lauren Bacall. Đây là một tác phẩm điện ảnh nhưng nó cũng mang tính giải trí nữa. Do vậy tôi hy vọng phim này rất lãng mạn, nhẹ nhàng. Và tôi cũng mong mọi người nhìn thấy được phong cảnh trong phim, sẽ yêu thích nó như bản thân tôi yêu thích nó vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, phong cảnh đồng quê hết sức tuyệt vời. Tôi nghĩ bộ phim này lột tả được các phần hồn của đồng quê. Tuy nhiên, cho dù phim có tựa đề là nước Úc, nhưng không phải là một bộ phim hoàn toàn nói về nước Úc, không giống như tựa phim Casablanca, vì phim đó chủ yếu nói về Casablanca. Đây là một cách nói ẩn dụ. Tôi nghĩ nhiều người biết về nước Úc, nhưng cũng có rất nhiều người chưa từng đến đó. Rất nhiều người Úc chưa bao giờ đặt chân đến những cảnh mà chúng tôi chọn để quay. Và những gì mà bộ phim đem đến cho khán giả chính là một phần đặc biệt của thế giới. Bộ phim Australia chuyện tình nước Úc có thời lượng là 2 giờ 40 phút, xoay quanh bối cảnh ở nước Úc vào những năm 1940. Kidman và Jackman được xem là hai gương mặt điện ảnh quốc tế sáng giá nhất của xứ sở Kangaroo. Họ hy vọng bộ phim này sẽ đem đến cho khán giả cơ hội tham quan và cảm nhận được hết những vẻ đẹp tự nhiên của đất nước họ. Chuyện tình nước Úc kể về một nữ quý tộc người Anh, Kidman đóng, người được thừa hưởng một gia tài khá lớn, yêu say đắm tay chân ngựa cho nhà mình, Jackman đóng, và quyết tâm nhận đứa con nuôi đa chủng tộc tên là Nula. Bộ phim đã được công chiếu rộng rãi từ ngày 26 tháng 11. Qua bộ phim này, chúng ta sẽ hiểu hơn về một nước Úc xinh đẹp vào những năm 40 của thế kỷ trước. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một thông tin khác. Bóng đá nữ chắc hẳn sẽ không còn làm điều đáng ngạc nhiên đối với nhiều người trong chúng ta, nhưng nó sẽ là một sự kiện đặc biệt ở đất nước Afghanistan khi mà một đội bóng đá nữ tuổi teen lần đầu tiên được thành lập. Đó cũng là nội dung chính của bộ phim tài liệu Afghan Girls Can Kick, tạm dịch là những cô gái Afghanistan có thể đá bóng. Phim được chiếu tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan vào ngày 27 tháng 11. Ngày 27 tháng 11 tại Amsterdam, Hà Lan, bộ phim tài liệu mang tựa đề Afghan Girls Can Kick về những cô gái tuổi teen ở Afghanistan lần đầu tiên lập nên một đội bóng đá quốc gia đã được đưa lên trình chiếu. Bộ phim cho thấy sự tự tin và khát vọng của phái nữ nói chung về một nền giáo dục và thể thao mà trước đây họ đã bị tước đoạt dưới thời cai trị của nhà cầm quyền Taliban trong vòng 5 năm. Nữ đạo diễn Bahari Hosseini, người Iran cho biết: Tôi đã đến Afghanistan để tìm kiếm những câu chuyện về đề tài nhân quyền cho phụ nữ. Và tôi muốn viết một câu chuyện về những người phụ nữ mà họ thực sự thoát qua khỏi tình trạng căng thẳng ở Afghanistan. Họ đã vượt qua được những đau khổ mà không hề là những nạn nhân bị động. Bộ phim tài liệu của nữ đạo diễn Bahari Hosseini cho thấy các thành viên của đội bóng đá nữ chuẩn bị cho những trận thi đấu quốc tế và nói lên khát vọng của họ về môn thể thao vốn đã rất phổ biến này. Bộ phim phản ánh vấn đề những thay đổi thời cuộc đã ảnh hưởng như thế nào đối với các phụ nữ trẻ ở đất nước này kể từ khi trước năm 2001, khi mà họ không được phép ra ngoài khi không đội khăn. Chính quyền Taliban cấm phụ nữ đi làm hoặc đi ra khỏi nhà mà không có người đàn ông đi cùng. Trẻ em nữ cũng không được ra ngoài chơi. Bộ phim đã cho thấy sức ám ảnh lay lắc của những phong tục ở một đất nước bảo thủ khi mà các em nữ phải đội khăn trùm đầu để chơi thể thao. Cách đây 2 ngày, tôi nghe người huấn luyện viên nói rằng việc huấn luyện đội bóng đá đã bị hoãn 20 ngày nay vì lý do là họ không đủ tiền để chi trả cho việc luyện tập và đi lại của các cầu thủ nữ. Vì chịu nhiều áp lực giữa những phong tục cổ hủ và những thay đổi mới mẻ, nữ đạo diễn cho biết thật là sai lầm khi cố gắng phá vỡ mọi thứ để thay vào một sự dung hòa, bởi vì bộ phim đề cập đến một nhóm các phụ nữ. Kể từ năm 2001, cuộc sống của phụ nữ ở Afghanistan đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, tình hình chính trị ở đất nước này bất ổn, nên nhiều thanh niên đã trở thành nạn nhân của những vụ đánh bom cảm tử, bắt cóc và ám sát. Chẳng có một quy tắc nào về việc đội khăn trùm đầu ở Afghanistan. Tuy nhiên, đó là một phong tục hết sức cứng nhắc, phản ánh yếu tố văn hóa của người nước này. Tức là phụ nữ nước này phải đội khăn trùm đầu, còn như không đội khăn thì bạn sẽ bị tách biệt. Và nếu bạn là người nước ngoài, xếp thêm máy quay phim thì lại càng không có gì làm cả.
Chú con gái làm thế giới tuyệt vời hơn. Diana là con gái thật tuyệt. Hình ảnh người mẹ tảo tần hôm sớm vất vả nuôi con thật gần gũi và thân thương. Những bài hát viết về mẹ dù đã được nghe nhiều lần nhưng sao vẫn bồi hồi xúc động. DVD thay lời muốn nói với chủ đề mẹ hiện đang được phát hành tại cửa hàng Trung tâm Dịch vụ Truyền hình số 27-29 Quỳnh Thúc Kháng, quận 1, điện thoại 3914-7538. Khi mà vấn đề bình đẳng giới vẫn đang được cả thế giới quan tâm, thì bộ phim tài liệu này thực sự có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước Afghanistan, nơi mà một thời người phụ nữ đã bị tước đoạt những quyền lợi căn bản nhất của họ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhịp điệu giải trí ngày hôm nay của chúng tôi và hy vọng rằng các bạn sẽ nhớ đón xem chương trình Nhịp điệu giải trí sẽ được phát sóng vào lúc 9 giờ 15 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và được phát sóng lại vào lúc 8 giờ 10 phút sáng thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Cảm ơn nhà tài trợ Diana đã cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau. Gian lận thi cử, một việc đáng hổ thẹn, ấy vậy mà giờ đây gần như đã trở nên khá phổ biến. Kính Đa Trọng hôm nay sẽ mang tới cho quý khán giả một cái nhìn châm biếm về tệ nạn này qua tiểu phẩm Vịt Mập, Vịt Ốm. Anh Tư! Ồ, chị Tám, chào dạ. Chị Tám. Có chuyện gì không chị Tám? Dạ, bữa nay em tới để đăng ký cái cuộc thi... Chị Thi? Cái dịch hả? Quỷ hả? Anh nó chơi rồi à. Em đâu có đăng ký cho em à? Em đăng ký cho con vịt này nè. Ê, trời ơi, đem ra đồ. Để xuống, để xuống coi. Từ từ con. Nhét nó vô, nhét nó vô. Được không anh, được không anh? Vậy mà tôi tưởng chị đi thi với vịt. Ê, vậy nhưng mà chị nắm rõ cái quy chế cuộc thi này chưa? Đúng không? Trời ơi, con siêu u của em là chắc chắn là đạt chuẩn luôn. Trên 2 ký mới được nghe. Trời ơi, 2 ký nhầm nhò gì. Con siêu u là phải trên 3 ký. Phải không? Dạ. Nhìn nhiều khi nhìn thấy lông nó xù thôi, chỉ có cân mới biết thôi. Trời, em lên cân thử đi. Anh làm quá nha, không lẽ em đi sấy lông cho nó hả? Dạ, là, biết đâu. Đây nè, đi thẩm mỹ viện quát lông rồi lên chết à. Để coi. Cân nữa. Trời dữ vậy ta. Ghê chưa. Quá hả, thôi được rồi, được. Lấy cái này nè, bà dính cái này hả, bu ra coi. Đó, thấy không? Mới có 2 ký 9 nè, mà đẩy gì để vô 4 ký 8 là sao? Nhưng mà cuộc thi là có 2 ký thôi. Để vô ba đây qua đây về trở về vị trí cũ. Ừ, được rồi, vậy là tiêu chuẩn đúng rồi đó. Được hả anh? Ờ. Vậy là con vịt của em được đăng ký hả anh? Được. Trời ơi em cảm. Xin cảm ơn tất cả bà con đã đến tham dự vòng chung kết cuộc thi Miss Vịt Khỏe Vịt Đẹp. Xin cảm ơn các nhà tài trợ và bây giờ thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố giải nhất của cuộc thi Miss Vịt Khỏe Vịt Đẹp sẽ dành cho. Xin bình tĩnh. Giải nhất cuộc thi Miss Vịt Khỏe Chị Đẹp sẽ dành cho cô Vịt number one của cô hai Miss Mẫm Miệng. Vỗ tay. Number one. Vỗ tay đi. Đây. À, đây Dương Miệng dành cho người nuôi vịt khỏe chị đẹp. À, xin vỗ tay. Xin. Vỗ đi, vỗ đi. Vỗ tay đi, nãy nhận tiền ông này. Những tiền đó, đây, trời ơi. Cuộc thi đến đây đã chấm dứt, xin cảm ơn bà con. Trời ơi, bớt giận. Trời ơi, tôi nói cho chị nghe nè, uống miếng cà phê bớt giận đi. Trời ơi, tao nói gì đâu mà kỳ cục dễ sợ. Cái con number one nó có xíu à. Mà tao nói lông lá đang thùi lùi vậy đó. Mà không hiểu sao đạt giải. Đây nè, ông Tư á, ông lên ông tuyên bố thay mặt ban giám khảo. Ông nói con number one á, đạt giải nhất là hoàn toàn chính đáng. Ông nghe ông nói tại vì con vịt number one này là một cái con vịt mà nhìn thấy tuy là nó không có mập nhất, nó nhưng mà thấy nó ngon ngon nhất. Mà thịt của nó chắc là ăn sẽ chắc và ngọt nhất. Làm như là ông giọng cái con vịt dưa hồng ông rồi biết là thịt ngon thịt chắc. Vậy cho mấy ấm ớt á, công trình mình nuôi con vịt không phải. Cho tôi đi cà phê coi, tôi cũng bất ngờ quá trời luôn.
cái gì mà nó có một ký mốt à, mà nó cũng độc dễ nhất cái gì nữa. Khoan, dừng lại cái lại. Gì sao? Cái gì một ký mốt, ai một ký mốt anh nói cái gì ký mốt, có anh chắc không, chắc một ký mốt luôn, có gì cái con năm bờ quanh một ký mốt hả? Trời ơi, nè hai chị để nghe, có để nghe tôi kể hết. Trước cái ngày thi á, cái chị hai á có đem con năm bờ quanh qua tôi để mà khám sức khỏe tổng quát đó, đúng không? Trời ơi, giấy tờ tôi còn kìa, khám sức khỏe cân đo đếm đồ cao thấp đồ tôi có hết. Cái tình hình mà sức khỏe của nó tôi lập hồ sơ rồi để nhà đó. Trời ơi, một ký mốt như vậy là tôi nói thiệt với ông. Sao? Theo quy chế đó là người ta phải trên 2 ký, đúng không? Đúng rồi. Mà bây giờ cái con dịch của bả mới có 1 ký mốt hả? Ừ. Như vậy là bả đã phạm quy rồi, bả đâu có đúng theo quy chế đâu. Vậy là ở đây có cái chuyện gian lận ở đây, có nghĩa là mình phải tước cái Dương Miện qua hậu dịch của nó. Đúng, mà đúng. Ai gian lận? Ai gian lận? Ai gian lận trong vụ này ta? Suy nghĩ coi. À, nếu ra đúng rồi. Tư Mắt Kiếm. Anh Tư. Ô, chị Tám, mời chị Tám ngồi. Ồ, qua đây để cảm ơn tôi vì cái con dịch của chị đợt giải 2 đó hả? Trời đất ơi, có gì đâu, chuyện nhỏ, cảm ơn cái gì? Không dám cảm ơn đâu. Ở sao vậy? Tại sao lại cho cái con năm bầu anh của bà hai bẩm mỉm thi, trong khi đó nó không có đạt chuẩn gì hết vậy? Ủa, chị hiểu cái chuẩn là sao? Thì quy chế anh ghi là trên 2 ký, mà bây giờ nó có 1 ký mốt giác à? Ký mốt giác hả? Ờ. Vậy không đủ chuẩn hả? Chứ còn gì nữa. Chị đọc kỹ cái quy chế chưa? Đọc kỹ rồi. Đây, bản quy chế. À, không có điều kiện ha. Ở cái điều 2 có quy định nè, dịch tham dự phải đạt trọng lượng khoảng 2 ký. Ủa, khoảng, hiểu khoảng không? Khoảng là 2 ký cũng được, 3 ký cũng được, 7 ký cũng được, 1 ký cũng được, nửa ký cũng được, khoảng mà, chứ đâu phải là trên 2 ký đâu. Ủa kỳ ta, rõ ràng. Tôi nhớ tôi coi kỹ thông báo rõ ràng mà. Khoảng giỡn quà đang làm việc mệt vậy đó mà. Chị xin lỗi. À, tha lỗi cho chị. Tôi nhớ chữ phản rồi. Sao chị thành chữ trên mà sao thành chữ phản được ta? Khoảng chữ trên. Đúng rồi. Chụp cái hình đi ghét thôi. Trời. Gì vậy? Chưa thấy người phụ nữ nào mà thấy đàn ông đẹp trai mà bừng rỡ như bà. Như gì? Cái gì? Bộ tôi nói ông cái hình của ông đẹp sao? Tôi nói đây nè, ông dòm kỹ đi. Vậy? Bản quy chế ông chụp kế bên cái mặt trần dần của ông đó ha, ông dòm coi. Quy chế trên 2 ký. Đúng. Dòm kỹ đi, có đeo kiếm đó nha. Trời, chụp chi trời. Ê, phải không? Mà cái này á, chị cũng sai rồi. Thôi, cái này thôi, là bản rồi. Quy chế, nhưng mà bản quy chế cũ. Không dám đâu, cái này là anh cố tình anh sửa quy chế để mà anh hợp thức quá cái chuyện cái con dịch của bà hai mẫm mỉm dự thi, rõ ràng. Thấy không? Rõ ràng. Hết chưa? Hết chưa? Đây là cái bản quy chế mới. Mà cái bản quy chế này, đó là khán giả ngồi ở vị trí 3, 2, chúc mừng. Chào mừng quý vị đang đến với vòng thi thứ nhất của chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Thưa quý vị, chúng tôi đã có đầy đủ 26 thí sinh. Họ bước vào vòng thi thứ nhất trải qua 5 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi tôi hỏi xong và nói thời gian 5 giây bắt đầu, đây cũng là thời điểm để các thí sinh chọn các đáp án A, B, C hoặc là D ngay bàn phím trước mặt. Cách tính điểm như sau. Thí dụ sau mỗi câu hỏi có 25 thí sinh đáp đúng và 1 thí sinh đáp sai. Như vậy, mỗi người đáp đúng được nhận được 1 điểm. Trong trường hợp có 25 thí sinh đáp sai mà 1 người đáp đúng duy nhất, người đáp đúng ấy sẽ nhận được 25 điểm. Câu hỏi càng khó, nhiều người sai, điểm càng cao. Và cuối cùng sau 5 câu hỏi tổng kết, 2 thí sinh cao điểm nhất sẽ là 2 thí sinh chiến thắng bước vào vòng thi tiếp theo. Tất cả đã được sẵn sàng. Mời quý vị hãy dành những tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho 26 thí sinh. Câu hỏi thứ nhất như sau. Các hành tinh quanh mặt trời chuyển động theo quỹ đạo hình gì? A. Parabol. B. Hyperbol. C. Ellipse. Và D. Tròn. 5 giây bắt đầu.
Thưa quý vị, quỹ đạo chuyển động của các hành tinh xung quanh mặt trời đều có hình elip, và mặt trời nằm trên một trong hai tiêu điểm của hình elip. Đây là định luật thứ nhất, tức là định luật quỹ đạo. Như vậy C là đáp án chính xác. Trong số 26 thí sinh có 18 thí sinh đáp đúng, 8 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 8 điểm, chúc mừng. Và trong số các thí sinh đoán đúng có hai thí sinh nhanh tay bấm bàn phím nhất, họ sẽ đứng đầu bảng ngay sau đây, xin được công bố đó là hai thí sinh nào. Xin được chúc mừng thí sinh đầu tiên, bạn Hồng Quân, 8 điểm, chúc mừng. Vị trí nhì bảng thuộc về thí sinh Bạch Lan, 8 điểm, chúc mừng. Mời quý vị cùng bước sang câu hỏi thứ hai như sau. Trong hoang mạc, lạc đà sẽ làm gì khi sắp sửa có bão cát? A. Vùi đầu vào cát. B. Rên khe khẽ. C. Rống lên to. Và D. Phun nước bọt. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, nhờ vào khả năng nhạy bén của lạc đà mà những người đi trên hoang mạc biết thời điểm chọn nơi trú qua cơn bão cát. Bởi vì sao? Trong hoang mạc, khi sắp sửa có bão cát thì lạc đà sẽ vùi đầu vào cát. Chính vì vậy A là đáp án chính xác. Trong câu hỏi vừa rồi chúng tôi nhận thấy có 9 thí sinh đáp đúng mà thôi, 17 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 17 điểm. Và bây giờ chúng ta bước vào câu hỏi thứ 3. Điều gì sau đây được xem là may mắn đối với người Anh? A. Gặp mèo đen. B. Đổ muối. C. Đi dưới thang. Và D. Vỡ gương. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, theo phong tục cổ xưa, người Anh cho rằng bạn sẽ không gặp may nếu như làm đổ muối, làm vỡ gương hoặc là đi dưới một cái thang. Tuy nhiên, bạn sẽ may mắn nếu gặp được một chú mèo đen. Vì vậy, những chú mèo đen thường được vẽ trong những tấm thiệp chúc mừng và thiệp sinh nhật ở nước Anh. A là đáp án chính xác. Trong câu hỏi vừa rồi, chúng tôi nhận thấy trong số 26 thí sinh có 15 thí sinh đáp đúng và 11 thí sinh đáp sai. Như vậy, 15 thí sinh đáp đúng, mỗi người được cộng thêm 11 điểm. Chúng ta cùng bước sang câu hỏi thứ tư như sau. Đội vô địch đầu tiên của châu Âu ở giải bóng đá Euro là nước nào? A. Nam Tư. B. Ý. C. Liên Xô. Và D. Pháp. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, trận chung kết ở Marseille năm 1960 giữa hai đội Nam Tư và Liên Xô cũ trước đây. Liên Xô đã lội ngược dòng bằng cách nhờ sự đánh đầu của Victor Bonezenik ở hiệp phụ, và đội bóng của Liên Xô đã trở